Hungary muốn mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt Nga. Ngoại trưởng Hungary tới Moscow để thảo luận việc mua thêm hàng trăm triệu mét khối khí đốt Nga trong bối cảnh lo ngại thiếu nguồn cung mùa đông. Để đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp năng lượng của Hungary, chính phủ đã quyết định mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt tự nhiên ngoài số lượng quy định trong các hợp đồng dài hạn. Đảng cầm quyền Hungary, Fidesz thông báo trên Facebook hôm nay Số lượng này chiếm khoảng 6,7% lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ năm 2020 của Hungary, theo dữ liệu từ nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt tự nhiên FGSZ của nước này. Ngoại trưởng Hungary Peter Cigaro đã thông báo trên Twitter rằng ông đã đến Moscow để đàm phán về việc mua thêm khí đốt. Ông sẽ gặp các phó thủ tướng Nga Alexander Novak và Denis Maturov, cũng như người đồng cấp Sergei Lavrov. Hungary phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga và năm ngoái đã ký thỏa thuận 15 năm với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom để mua khí đốt tự nhiên. Hungary nhận khoảng 65% dầu và 85% khí đốt từ Nga. Hungary tuần trước ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng nhằm đối phó gián đoạn nguồn cung và giá năng lượng tăng vọt ở châu Âu. Quốc gia này sẽ tăng năng lực sản xuất năng lượng trong nước, cấm xuất khẩu năng lượng và tăng thời gian làm việc của nhà máy điện hạt nhân duy nhất có khả năng sẽ không đủ khí đốt để sửa ấm ở châu Âu cho mùa thu và mùa đông. Gergely Goliath, tránh văn phòng của Thủ tướng Hungary cho biết khi thông báo tình trạng khẩn cấp. Chiến sự kéo dài cùng các lệnh trừng phạt từ Bruxelles đã khiến giá năng lượng trên khắp châu Âu tăng đột ngột. Thực tế, phần lớn châu Âu đã rơi vào khủng hoảng năng lượng. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu-EU hôm 15 tháng 7 cho rằng châu Âu đã tự bắn vào phổi khi áp đặt lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo ông, các lệnh trừng phạt chỉ gây ra thiệt hại diện rộng cho kinh tế châu Âu mà không khiến Nga suy yếu. Hơn 4 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, giá năng lượng tăng vọt đã giảm nhẹ tác động của loạt lệnh trừng phạt phương Tây nhằm vào nước này dù lượng dầu xuất khẩu đến châu Âu giảm mạnh, giá bán cao cho các khách hàng khác vẫn giúp Moscow thu về hàng triệu USD mỗi ngày. Hôm 14 tháng 7, Ủy ban châu Âu điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm nay của khu vực đồng euro xuống 2,6%, thấp hơn mức 2,7% họ đưa ra sau tháng 5. Dự báo tăng trưởng của năm 2023 được điều chỉnh thành 1,4%, thay vì mức 2,3% được ước tính trước đó. Nord Stream 1 hoạt động trở lại, Tổng thống Putin nói về nguy cơ khóa van. EU lập tức ra kêu gọi. Hãng tin Reuters của anh đưa tin, nhà điều hành đường ống cho biết Nga đang nối lại nguồn cung khí đốt tới châu Âu thông qua Nord Stream 1. Hãng tin Reuters của anh đưa tin, Nga đang nối lại nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 sau quá trình bảo dưỡng kéo dài 10 ngày từ ngày 11 đến 21 tháng 7. Nord Stream 1 hoạt động trở lại Hãng tin DW của Đức cho hay, Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức Claude Müller cho biết trên Twitter rằng đường ống đã chạy với khoảng 30% công suất trong 2 giờ đầu. Ông Claude Müller cho rằng tốc độ vận chuyển thường không thay đổi trong ngày. Châu Âu đang chờ đợi sự trở lại của nguồn cung khí đốt từ Nga. Tính đến ngày 20 tháng 7, dự trữ khí đốt của Đức là khoảng 65% theo ước tính. DW đưa tin Nord Stream 1 có công suất bơm hơn 55 tỷ mét khối BCM mỗi năm cho Liên minh châu Âu EU. Khối này năm ngoái đã nhập khẩu khoảng 140 tỷ mét khối khí đốt từ Nga qua đường ống. Công ty năng lượng khổng lồ Gapon của Nga đã cắt xuất khẩu khí đốt thông qua đường ống này, còn 40% công suất vào tháng trước với lý do chậm trễ trong việc hoàn trả một tua bin mà công ty Siemens Energy đang bảo dưỡng ở Canada. Tờ ComenSan trích dẫn những nguồn thạo tin hôm 18 tháng 7 cho biết Canada cuối cùng đã gửi tua biên cần thiết cho Nord Stream 1 bằng máy bay vào Đức vào ngày 17 tháng 7 sau khi hoàn tất công việc sửa chữa. Tua biên sửa chữa khí được cho là đang trên đường đến Nga và dự kiến sẽ đến nơi sớm nhất vào Chủ nhật 24 tháng 7. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng vì một tua biên khí khác sẽ được đưa đi bảo dưỡng vào cuối tháng này, dòng năng lượng có thể giảm xuống 20% công suất kể từ tuần tới. Một phát ngôn viên của Nord Stream AG nói với hãng thông tấn DPA của Đức rằng khối lượng cung cấp khí đốt mới nhất vẫn như trước thời kỳ bảo trì, tương ứng với khoảng 40% công suất cung cấp tối đa. Các chính trị gia châu Âu cáo buộc rằng Nga đang sử dụng các vấn đề kỹ thuật như một cái cớ để cắt giảm việc vận chuyển khí đốt. Điện Kremlin mặt khác khẳng định Nga là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và cho rằng các lệnh trừng phạt đã làm giảm công suất dòng chảy. Cảnh báo từ Tổng thống Putin cũng theo Reuters, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ cắt giảm thêm nguồn cung cấp hoặc thậm chí ngừng hoàn toàn dòng chảy khí đốt thông qua đường ống chạy dưới biển Baltic tới Đức. Ông Putin cho hay thiết bị đang được trả lại từ Canada, tuy nhiên chất lượng của những thiết bị này và các thông số khác cho thấy đường ống vẫn có thể ngừng hoạt động trong tương lai. Việc khởi động lại các đường ống được đưa ra sau khi ngoại trưởng Nga cho biết rằng có mục tiêu của điện Kremlin đã được mở rộng Ông Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti hôm 20 tháng 7 rằng các nhiệm vụ của Nga ở Ukraine giờ đã vượt ra ngoài khu vực phía đông Donbass. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết các mục tiêu của Moscow sẽ mở rộng hơn nữa nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Châu Âu kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu Ủy ban châu Âu EC hôm 20 tháng 7 đã đề xuất các nước trong khối EU cắt giảm 15% lượng khí đốt sử dụng trong mùa đông sắp tới. Tới tháng 3 năm sau, trong bối cảnh EU cảnh báo rằng Nga có thể cắt giảm lượng khí đốt hoặc là khóa van đường ống dẫn khí sang châu Âu. Trong bất cứ trường hợp nào, cho dù đó là việc Nga cắt một phần khí đốt lớn hay là cắt toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt, châu Âu cần phải sẵn sàng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết. Đề xuất của EC có thể trở thành bắt buộc trong trường hợp EU gặp phải tình huống khẩn cấp về nguồn cung khi khối này tuyên bố có nguy cơ thiếu khí đốt nghiêm trọng. Động thái này vốn cần sự ủng hộ của các quốc gia EU và sẽ được thảo luận vào ngày 22 tháng 7. Các nước EU đang nỗ lực đảm bảo kho dự trữ khí đốt đầy được 80% vào ngày 1 tháng 11, từ mốc 65% ở thời điểm hiện tại. Nga tố EU gây khó khăn vận chuyển khí đốt Điện Kremlin khẳng định các vấn đề vận chuyển khí đốt cho châu Âu là do khó khăn về kỹ thuật bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt kinh tế bất kỳ khó khăn kỹ thuật nào liên quan đến điều này đều xuất phát từ những hạn chế mà các nước châu âu tự đặt ra phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở moscow hôm nay theo ông những cáo buộc rằng nga đang sử dụng việc chuyển giao khí đốt như một cách tống tiền chính trị là hoàn toàn không có cơ sở tập đoàn năng lượng gapon của nga sẵn sàng hoàn thành đầy đủ trách nhiệm nhưng các lệnh trừng phạt của phương tây không cho phép sửa chữa các thiết bị quan trọng đối với công việc của họ ông nói thêm Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các lý do kỹ thuật liên quan không thể bảo trì công nghệ thích hợp, đề cập việc lệnh trừng phạt khiến Nga không nhận lại các tua bin nén khí được bảo trì ở Canada. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Nga thông báo đường ống Nord Stream 1 dưới biển Baltic đã hoạt động trở lại sau 10 ngày bảo trì. Theo dữ liệu do Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Gazprom của Nga cung cấp cho Gaskey, nhà điều hành đường ống phía Đức, 530 giờ khí đốt sẽ được giao trong ngày, Klaus Miller, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Năng lượng của Đức cho biết mức này chỉ bằng 30% công suất của đường ống. Nord Stream 1, đường ống dẫn khí đốt lớn của Nga cho châu Âu, mỗi năm vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt cho Liên minh châu Âu EU, nơi đã nhập khoảng 140 tỷ mét khối từ Nga trong năm 2021. Từ khi Nord Stream 1 bắt đầu bảo trì, nhiều nước châu Âu lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian ngừng cung cấp khí đốt để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, làm xáo trộn kế hoạch tích trữ trong mùa đông và đẩy cuộc khủng hoảng khí đốt tại khu vực leo thang. Gapon đã cắt giảm 60% dòng khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 1 những tuần gần đây với lý do không có tua bin nén khí đang được sửa chữa ở Canada. Chính phủ Đức bác bỏ giải thích của Gapon và tin rằng Nga đang siết nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt từ phương Tây từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2 và bị phương Tây áp hàng loạt các biện pháp trừng phạt, Moscow đã bắt đầu giảm lượng khí đốt xuất khẩu cho châu Âu. Điều này khiến Ủy ban châu Âu phải chuẩn bị kế hoạch giảm nhu cầu khí đốt để có thể vượt qua mùa đông tới. Vào tháng 5, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí dừng nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm như một phần trong các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow vì xung đột Ukraine. Tuy nhiên, khối chưa đưa ra lệnh cấm vận hoàn toàn đối với khí đốt Nga. Châu Âu nhập khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên từ Nga trước khi xung đột Ukraine bùng phát.